Tiêu chuẩn mặt nam của em là phải cao 1m68 đủ lên chị. 68 hả? Bên đó nhiêu? Dạ, em cao 1m68 nhưng mà sau khi mang dài chị ơi. Thì em tên là Bạch Ngọc Phúc. Em năm nay là 31 tuổi, quê em ở Quảng Ngãi. Hiện tại thì em đang làm việc cho một công ty kiểm toán ở quận 2 ạ. Em cũng rất vui khi được tham gia dự chương trình và mong muốn tìm được hạnh phúc cho cuộc đời mình ạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Thị Ngọc Phi, em đến từ Quảng Ngãi. Năm nay em 25 tuổi, hiện tại em đang làm dược sĩ ạ. Và em đang sống ở Bình Tân. Em ở Quảng Ngãi luôn hả? Dạ, Quảng Ngãi luôn anh. Hai bạn coi hỏi thăm nhau. Hỏi đi, hỏi có bà con vậy nha. Quảng Ngãi có gần nhau không? Bạn ở Quảng Ngãi là bạn ở huyện nào? Em ở Sơn Tịnh anh ở đâu? Anh ở Sơn Tịnh luôn. Tiếp tục có phường xã nào? Anh ở xã nào? Anh ở Tịnh Hà. Ồ, em ở Tịnh Giang. Tịnh Giang với Tịnh Hà thì cũng gần lắm em. Thôi hỏi coi ba má tên gì, có quen không? Bà con nó mệt lắm à. Lúc xưa thì ba má anh ơi cũng hay làm việc ở trên đó. Nhưng bây giờ khi mà lớn tuổi rồi thì ba má anh cũng về lại với Tịnh Hà rồi. Rồi, hai bạn là cùng quê mà coi như gần xã nhau luôn đó. Mà hồi đó giờ gặp nhau, bây giờ gặp nhau là cái duyên dữ lắm luôn rồi đó. Bây giờ nói chút xíu tình trường của mình đi. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi bạn? Dạ em thì trải qua 2 mối tình rồi chị. Kết thúc cái này cũng 3 năm rồi. Mình quen bao lâu rồi mình chia tay? Dạ 3 năm chị. Quen 3 năm. Quen 3 năm thì cũng tìm hiểu kỹ rồi. Tại sao lý do gì chia tay? Bạn kia bắn say nắng nên là cho bắn đi theo nắng luôn. Thì em cũng thiếu quan tâm tới họ đó. Vậy hả? Họ kêu em thì không biết cách giữ họ. Nhưng mà em nghĩ nếu mà thường họ giữ mình, cho mắc chi em phải giữ họ. Trai, em sẽ giữ bạn gái hay là để bạn gái giữ em? Dạ em sẽ chủ động giữ bạn gái chứ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua 2 mối tình lúc đi học. Đi học bỏ qua đi, mối tình mà sau khi lớn đó. Từ khi mà ra trường tới giờ thì em chưa yêu thêm một ai ạ. Thì đã 7 năm rồi. 7 năm rồi. Dạ. Em chưa tìm được một người nào mà mình có thể trò chuyện tâm sự được à? Thật ra thì trong 7 năm qua em cũng chủ động tìm kiếm cho mình một cái mối tình. Nhưng mà những cái người mà em tìm hiểu thì hoặc là chưa muốn yêu hoặc là đã có người yêu rồi. Cho nên em vẫn ế tới giờ. Tiêu chuẩn tìm người bạn trai của em là như thế nào? Tiêu chuẩn bạn nam của em là phải cao 1m68 đủ lên chị. 68 hả? Bên đó nhiêu? Dạ em cao 1m68 nhưng mà sau khi mang dài chị ơi. Nói nhiều một xíu chị, nhưng mà đừng nói dai. Chung là người sống với gia đình chị, biết quan tâm tới người khác một xíu. Đặc biệt là quan tâm tới em xíu là được rồi. Em cũng vậy, em cũng phải quan tâm đến bạn trai của mình nha. Chứ vô tâm nữa là anh say nắng người khác nữa à. Ha. Em có cái mẫu người lý tưởng mình đặt ra như thế nào không? Em thích người giống ba em đó chị. Đẹp trai. Mà lúc nào cũng chỉ làm vì vợ, vì con thôi chị. Một người đàn ông sống cho gia đình. Rồi. Bạn trai. Em thích một bạn gái dễ gần và vui vẻ. Em rất là mong muốn một cái không khí vui tươi trong một gia đình sau mỗi ngày làm việc vất vả về bên cạnh những người thân của mình. Hỏi bạn gái một xíu, những lúc em rảnh rỗi thì em thường hay làm gì ngoài giờ làm việc trong công ty? Cứ em rảnh giờ nào là em đi kiếm cái khác em làm tiếp. Là em đang chạy rap chị. Chạy hai bánh. Chạy hai bánh, chạy không đa, chạy rap. Trời đất ơi. Xe ôm á mà. Giỏi vậy. Xem công nghệ đúng không gái? Ôi ơi. Ồ, mạnh mẽ lắm à. Cô bạn gái nhỏ nhắn xinh xắn em mà nói tôi bất ngờ luôn á. Em chạy xem công nghệ mà. Ủa đi làm dược là làm ban ngày đúng không? Dạ đúng rồi chị. Vậy là ban như em chạy là em phải chạy ban đêm. Dạ không, sáng em làm từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Xong cái 2 giờ chiều đến 4 giờ đó em rảnh em biết làm gì. Em đi chạy, chạy xong tới 4 giờ chiều đến 8 giờ rưỡi đêm là em đi bán thuốc tiếp. Em thấy đây là một người con gái gọi là mấy cái khúc mà ví dụ như khách người ta đặt người ta thấy tới thấy con gái có ai phản ứng gì không? Có chị, cũng có một số nam họ ngại nè, để nữ chở đằng sau lưng em ta ngại hả? Đúng rồi, cái ta kêu thôi em ra làm sao để anh chở em luôn có không? Có chứ chị. Em có chịu vậy không? Dạ thì cũng tùy theo người mình chịu chị. Em thí dụ giờ em buồn có chuyện gì em đi làm thêm, nhưng giờ nếu có người yêu lấy chồng về thì phải lo cho gia đình đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy em có muốn lấy chồng sớm không? Dạ cũng muốn anh. Khoảng bao lâu? Với em nó không quan trọng thời gian anh, quan trọng là cái đối phương của mình nó như thế nào thôi, và nó đủ chỗ dựa để mình dựa chưa thôi. Ừ, đủ chỗ dựa thôi hả? Để anh hỏi anh này, anh để dựa được không nha? Rồi được rồi đó, anh kia anh nghe để coi như thế nào. Wow, quá, cười chấm chím rồi đó. Rất thích cô này.
Bây giờ để chị qua chị coi cái anh bên này coi sao. Hỏi cho kỹ nha chị. Hỏi kỹ phải không? Em muốn hỏi cái gì nữa không? Để muốn thấy... hỏi cái gì? Ừ, chị chấp được là em thấy được. À, tin tưởng chị ha. Dạ, chào, chào chị. Lúc rảnh rỗi thì bạn làm gì? Ban ngày thì em đi làm, còn tối thì em theo đuổi cái đam mê của mình, đó là em thích dạy học. Khi này về mình anh rảnh mình đón xe ôm đi chơi nha em. Nhớ dạ. Nha. Bao nhiêu lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được? Em thì bây giờ tùy thuộc vào bạn nữ, bạn nữ muốn lúc nào thì em cũng có thể tiến tới được cả. Em đã chuẩn bị mọi thứ chưa? Dạ, mọi thứ thì em đã chuẩn bị xong hết rồi, giờ chỉ còn thiếu mỗi cô dâu thôi. Thiếu mỗi cô dâu thôi ha. Dạ. Mình kéo màn lên. Rồi, mời các bạn. Mình có bó hoa tặng bạn. Cảm ơn bạn. Chúng ta cảm nhận về nhau đi. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, cảm nhận như thế nào? Thì lần đầu tiên gặp mặt thì anh có thể cảm nhận được em một cái sự gần gũi và thân thiện. Em cũng là một cô gái dễ thương, lại là người cùng quê với anh nữa, cho nên đó là một cái điều mà anh rất là thích. Nhà anh được mấy anh em? Nhà anh thì có hai anh em thôi. Em trai của anh là đã lấy vợ và có con hơn 2 tuổi rồi, cho nên là anh bây giờ là bị gia đình hối lắm rồi. Em có hay xuống Tịnh Hà chơi không? Tịnh Hà với Tịnh Giang thì quá gần luôn á mà. Dạ, em đi ngang thôi chứ biết xuống anh. Gái cảm nhận gì về người đối diện? Anh đứng lên xoay vòng cho em xem thấy được không? Đúng rồi đó, đứng đi. Thiệt thà quá. Xưa giờ thấy là đi coi mắt vợ, kêu vợ quay vòng vòng thôi chứ chưa bao giờ thấy coi mắt chồng mà bắt chồng quay vòng vòng vậy đó. Không dễ thương mà. Giờ hát bài tặng cho cổ cái đi. Đứng lên hát luôn cho nó mạnh mẽ lên. Đó, cho cổ thấy vừa ngắm nhìn mình luôn. Ngày hôm qua anh đã mơ thấy em đó trong giấc mơ. Em thật là dễ thương ghê. Tại sao ta không làm quen với nhau để cho giấc mơ không còn là giấc mơ. Đừng đi đâu ấy, đừng đi xa, cho người ta cũng đừng xa ấy, cho yêu thương sẽ mang đến đây, xin cho anh đến bên đời em ấy ơi ấy a a a a. Sao anh thương ấy quá đi à, ấy ơi ấy siêu lòng đi nha, nha 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 ấy ấy nha nha. Dễ thương nhỉ. Ấy ơi à, ấy 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 à. Sao mà được không em? Cảm nhận dạ. Về anh như thế nào em? À, em thấy anh cũng được, cũng hiền. Ừ. Gặp nhau đây thì anh mong muốn là em hãy cho chúng ta một cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu nhau hơn. Biết đâu rằng trong cái cuộc sống này chúng ta sẽ tìm thấy được cái hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình. Rồi, hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Bây giờ trong cuộc nói chuyện tôi thấy cô gái ngồi chỉ nhìn chàng trai cười. Và trong đầu cô gái suy nghĩ điều gì chỉ cô gái biết thôi. Cô ấy sẽ trả lời bằng cái nút bấm. Rồi, để tay vào nút bấm đi. Một anh chàng rất dễ thương, một cô gái cũng bản lĩnh. Liệu hai người có hợp nhau không? Quyền quyết định là các bạn. Bấm hay không bấm, chúng tôi cũng đang hồi hộp chờ đợi. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Tuyệt vời. Chúc mừng chàng trai, chúc mừng cô gái. Nào hãy nắm tay nhau.